rồi, video hướng dẫn các bạn cách chúng ta cài đặt mật khẩu trên Win 7. Ở đây mình có cái máy tính xài sử dụng hệ điều hành Win 7 nè. Rồi, để đặt mật khẩu trên hệ điều hành Win 7 này thì chúng ta phải vô computer trên màn hình icon của desktop ha. Các bạn chọn manager. Rồi, ở đây các bạn chọn user group. Rồi, các bạn vô phần user nè. Thì ở đây chúng ta có những cái user này. Thì để chúng ta biết là máy tính chúng ta đang sử dụng user nào đó thì các bạn tích chuột vô đây ha. Thì các bạn nhìn thấy đây, đây nè, đó là admin nè, thì chính là user admin đó. Rồi, để đặt mật khẩu cho cái user admin này thì chúng ta làm sao? Các bạn chuột phải vô nó, nó sẽ xuất hiện cái dòng set password nè. Chúng ta chọn set password. Rồi, xuất hiện cái hộp thoại này, chúng ta chọn reset nè. Rồi các bạn nhập mật khẩu vô nha. Mật khẩu. Rồi, nhập lại mật khẩu. Ok. Ok. Thì lúc này chúng ta đã đặt được mật khẩu của máy tính. Bây giờ chúng ta test thử ha. Mình sẽ vô cái mũi tên tam giác đây nè. Các bạn quit user thử. Rồi, đây. Nó có mật khẩu nè, để vào được máy tính này á, thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu, đúng mật khẩu đó. Hồi nãy mình đặt 123 đó, thì vậy chúng ta sẽ đăng nhập 123. Thì đúng mật khẩu thì chúng ta sẽ vô là được Windows. Tương tự khi chúng ta khởi động máy tính nè, thì khi khởi động lại thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập bằng mật khẩu mà chúng ta đã đặt. Rồi đó, khi khởi động máy tính lên thì nó luôn luôn yêu cầu chúng ta đặt mật khẩu. Thì chúng ta nhập lại mật khẩu mà nãy chúng ta đã đặt. Đó, như thế là chúng ta đã bảo vệ được máy tính sử dụng Win 7 của chúng ta, không cho người khác đăng nhập bằng cách là chúng ta đặt mật khẩu cho máy tính. Rồi, chúc các bạn thành công. Đừng quên cho mình một like cũng như một chia sẻ nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để khi mình ra video mới thì nó sẽ báo cho các bạn nha các bạn. Chào các bạn.